8 định luật kiếm tiền mà người nghèo không hay biết, bảo sao chỉ mãi làm kẻ phục vụ. Kính thưa quý vị, mất cả đời để nghiên cứu giới nhà giàu. Đây là 8 định luật kiếm tiền mà người nghèo không hay biết, bảo sao chỉ mãi làm kẻ phục vụ. 1. Bạn cần làm C hay làm cáo? Trên thực tế, cứ 10% người kiếm tiền thì có tới 90% người mất tiền. Đó vốn là định luật của thị trường, bất luận là chứng khoán, mở công ty hay doanh nghiệp đều không thay đổi. Nếu người người đều kiếm tiền thì lấy ai tiêu tiền? Vậy thì tiền chạy đi đâu mất? Người trong thiên hạ không phải ai cũng đều giàu có, cũng không phải ai cũng đều là người nghèo. Thế nhưng người giàu vĩnh viễn luôn ít hơn người nghèo. Đây là quy luật khó ai có thể thay đổi được. Thế nhưng kiếm tiền cũng có phương pháp của nó, tức là bạn sẽ làm người nằm trong số 10% đó, chứ đừng nằm trong đa số 90% kia. Để trở thành một người giàu có, bạn nên thay đổi tư tưởng và quan niệm của mình. Tư duy của người giàu sẽ khác hẳn với tư duy của hầu hết tất cả mọi người. Có người nói, thay đổi phương hướng, bạn sẽ là người đầu tiên, bởi vì đại đa số cùng chung một hướng, thiên quân vạn mã đều có cùng một ý tưởng, cùng một hành vi, cũng giống như một toán người mù, một đàn dê cừu không khác. Bạn cần làm dê hay làm cáo? Anh hùng luận thành bại, tài phú trong thiên hạ sẽ là ai? 10% trong số đó sẽ giữ 90% của cải, còn 90% đại đa số lại chỉ nắm 10% tiền tài. Bạn muốn giàu có, bạn phải nghiên cứu phương pháp làm giàu, nghiên cứu tư tưởng cũng như hành vi của những người giàu. Làm như những người giàu làm, phải có tham vọng, làm những việc phi thường, rất nhanh bạn sẽ trở nên giàu có. Có câu, phú nhân tư lai niên, cùng nhân tư nhãn tiền. Ý hiểu rằng, giàu có nghĩ chuyện sang năm, nghèo lo trước mắt xem nhằm vào đâu. Đây chính là định luật kiếm tiền đầu tiên. 2. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền khó, nhưng biết cách thì lại dễ. Hỏi trời đất bao la, thế gian kia ai là bá chủ giàu có? Vì sao họ có thể kiếm tiền, còn bạn thì không? Suy cho cùng, muốn kiếm tiền thì phải thích tiền, phải có nhận thức chính xác về tiền. Nếu không tiền, sẽ không tự tìm tới bạn. Đồng tiền không có lỗi, nó chỉ là hóa thân của giá trị, là hiện thân của hiện thực, là sự hồi đáp của trí tuệ. Có câu, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Ý chỉ rằng, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Bạn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đồng tiền, cảm giác thích thú kiếm tiền, thích tiền thì tiền ắt sẽ thích bạn. Đây tuyệt đối không phải là chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm hành động, mà là định luật vận hành của kim tiền. Không tin thì bạn hãy thử nhìn xem, tất cả người giàu đều rất thích tiền, đều có thể chơi với tiền thật vui vẻ. Không tin, bạn hãy nhìn xem Bill Gates, Warren Buffett, họ như thế nào. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thật dễ dàng. Bạn cần phải xác lập rõ quan niệm trên. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền thật khó, thì kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn với bạn. Những nhà đại phú không bao giờ có khái niệm rằng kiếm tiền quá khó khăn, mà họ chỉ cảm thấy tiêu tiền mới là khó. Bạn phải nhớ rằng kiếm tiền thực chất rất dễ dàng. Động não một tí thì tiền sẽ tới với bạn. Đây không phải là dạy bạn khoe khoang, mà đây chính là nền tảng tư tưởng của những người kiếm nhiều tiền và những nhà triệu phú. Bạn không thể không nhìn nhận. Có nhận thức chính xác về tiền và thiết lập quan niệm chính xác về tiền, đây chính là định luật kiếm tiền thứ hai. 3. Phương pháp kiếm tiền nhiều nhất là phương pháp đơn giản nhất. Thiên hạ có ngàn vạn cách kiếm tiền, nhưng phương pháp kiếm tiền nhiều nhất lại chính là phương pháp đơn giản nhất. Mặc dù tất cả mọi con đường đều tới đích, thế nhưng chọn con đường đơn giản nhất để đi mới là tốt nhất. Những phương pháp phức tạp thường là cách kiếm tiền ít hiệu quả, còn những phương pháp đơn giản mới thực sự là cách kiếm được nhiều tiền. Lấy ví dụ như Bill Gates,
chỉ làm về phần mềm, ông trở thành người giàu có nhất thế giới. Warren Buffett chuyên về chứng khoán và cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú. Nhà văn nữ người Anh Rowling hơn 40 tuổi mới bắt đầu viết Harry Potter và bất ngờ trở thành nhà nữ tỷ phú. Nói một cách cụ thể hơn, mỗi ngành công nghiệp đều có phương pháp kiếm tiền lớn. Trong ngành bán lẻ, Walmart luôn tuân thủ khái niệm giá rẻ hàng ngày, cố gắng để giành chiến thắng ở mức giá thấp nhất, kết quả lại đứng đầu thế giới về mức lợi nhuận. Trong thị trường chứng khoán, Warren Buffett luôn khẳng định rằng nếu tôi không muốn giữ cổ phiếu trong vòng 10 năm, thì tôi căn bản không thể chạm vào nó. Sau thất bại ở Nhật Bản, thạc sĩ chất lượng Mỹ Deming Bo đã được mời sang Nhật để giảng dạy cho Matsushita, Sony, Honda và nhiều công ty khác. Ông chỉ nói tới phương pháp đơn giản nhất, đó là mỗi ngày tiến bộ 1%. Kết quả, những xí nghiệp trên của Nhật Bản đã làm theo và đạt được hiệu ứng thật kỳ diệu. Có thể nói rằng, sự vực dậy của nền kinh tế hậu chiến của Nhật Bản có sự đóng góp to lớn của tiến sĩ Deming. Bạn có thấy rằng phương pháp của họ thật rất đơn giản hay không? Phương pháp kiếm tiền đơn giản nhất mới là phương pháp kiếm tiền lớn, còn phương pháp phức tạp lại là phương pháp kiếm tiền nhỏ. Đây chính là định luật kiếm tiền thứ ba. 4. Muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải có mục tiêu. Hoa nở ngàn năm đều như một, kiếm tiền vạn kiếp khác xa nhau. Nhưng có một điểm đều giống nhau, đó là bạn muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu. Con đường đi tới thành công đều do mục tiêu quyết định. Người không có mục tiêu thì chỉ đang hoàn thành mục tiêu cho người khác. Người có mục tiêu lớn thì kiếm nhiều tiền, người có mục tiêu bé hơn thì kiếm ít tiền hơn. Còn những người không có mục tiêu thì luôn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Vậy bạn thuộc kiểu người nào? Muốn kiếm tiền thì phải tham vọng kiếm tiền. Vậy tham vọng kiếm tiền là gì? Tham vọng tức là mục tiêu, là lý tưởng, là mộng ước, là động lực để cố gắng và hành động. Hãy thử nhìn xem, người trong thiên hạ đều là những người có tham vọng lớn, chẳng hạn như Bill Gates. Không có tham vọng làm giàu thì sẽ không có người giàu. Có tham vọng không phải là điều gì xấu. Có tham vọng thì mới có động lực, có phương pháp và dám hành động. Tham vọng kiếm tiền phải thật là lớn. Đây không phải là dạy bạn làm điều xấu. Những tham vọng xấu xa thì càng ít càng tốt. Bắt đầu từ lúc này, bạn hãy hình thành cho mình một tham vọng, thiết lập mục tiêu kiếm tiền. Sau đó, phải có kế hoạch cụ thể và bắt đầu dũng cảm để hành động. Vạn sự